Em vừa về mẫu Gincha 2008 nè cô chú anh chị. Đây bà con nè, mẫu Gincha nè. Hai cục đèn này hơi ố nha. Xe này mua lại từ chủ nhà đây. Đây là trên chiếc xe sẽ có nhược điểm và ưu điểm. Trường Anh sẽ nói về cái nhược điểm. Cái nhược điểm là hai cụm đèn thay ố thì Trường Anh sẽ khắc phục, tặng cho cô chú anh chị một cặp đèn mới luôn nha. Tặng một cặp đèn mới luôn. Qua thời gian năm tháng nó ố nè, tặng đèn mới, tặng đèn gầm. Nói chung là tặng một cặp trên và dưới mới tinh luôn cho bà con cô bác. Sơn si thì kính thưa toàn thể tất cả quan viên hay họ, hết sơn rin rồi. Chủ nhà tắm lại cả con nha cô chú anh chị nha. Thùng mình được cái xe không có dịch vụ, chủ nhà lên mâm nè, bốn qua vỏ đâu đó thì còn được có tầm 80%. Đăng kiểm tháng 4 năm 2023, mẫu Gincha. Đó là Trường Anh vào báo chuẩn rồi đó, hết sơn rin rồi. Tắm qua một nước sơn rồi sơn si bên ngoài đẹp nha, không có dấu hiệu là trầy xước. Hai cụm đèn phía sau là khá là mới nè cô chú anh chị. Chủ nhà kết hợp cũng đã lên cảm biến ghê đầy đủ tính năng rồi. 49E242868 2868 số tiếng. Đây bà con nè, 2868 số tiếng nha. Biểu tượng của logo Gencha nè, hai cụm đèn nè, mới liên kèn luôn. Được chưa? Đó, những gì Trường Anh nói được là làm được, tặng đèn, tặng gầm là làm được đầy đủ cho cô chú anh chị. Được chưa bà con cô bác? Ghế nội thất nguyên bản là ghế nỉ đã được chủ nhà bọc da sạch sẽ nè. Rất là sạch sẽ, mua về tập chạy tập lái, chú nắng chú mưa, rất là ok. Phía sau là loa nghe nhạc nha, trên em nói là trần nỉ nguyên bản nè cô chú anh chị. Và đây là phần nách cửa nè, nách cửa là sạch sẽ nè. Có dưới đây qua thời gian năm tháng thì nó hơi bị đứt, nước mưa nó thấm nó hơi bị xét chỗ này một tí xíu nha. Đó, chủ nhà người ta sơn trắng lại nè, họ quay kỹ nè, đó cái chỗ này nè, ở đây một tí xíu thôi. Còn ngoài ra keo chỉ của nó vẫn nguyên bản nguyên rin hết nha cô chú anh chị nha. Đó, cái đó là cái chỗ mà hơi xấu một tí xíu là Trường Anh báo luôn. Được chưa cô chú anh chị? Keo chỉ nè, keo chỉ bốn cánh nó rất là liền nè, sạch sẽ nè, đó. Hai bên nè, sóng gân nè. Mẫu này thì đừng hỏi sơn rin. Đèn còi trợ lực nhẹ tưng, em này trợ lực nhẹ tưng. Đi được 99.764 km rồi, hè đồng hồ rồi. Nè, 99.764 km là hạ đồng hồ rồi nha. Đó, đây cô chú anh chị, chủ nhà đã lên gương, gương chỉnh điện. Đây nè, thử coi chỉnh điện được không. Hư rồi nha bà con nha. Đó, xe test từng chức năng hư nó hư luôn, chả ngại đâu. Đây nè, hư hay bị gì đó em không biết nữa. Trang bị một cái màn hình cùi bắp. Đây bà con nè, màn hình cùi bắp để coi còn xài được không. À, vẫn xài được nha. Máy lạnh đang mở nè, mở phát có lạnh luôn nha cô chú anh chị. Nghe USB đầy đủ tính năng nè. Đó, máy lạnh mở phát có lạnh rồi. Tắp lô tắp bi ở trong liền liệt sạch sẽ, không khoan đục chấm đục nha. Đây bà con nè, đó số mé nè. Đó, Gencha này thì đi đâu đó 1.6 thì nó làm lanh quanh cho cô chú anh chị 7-8 lít vậy đó. Phía sau này sẽ có cảm biến nè, cảm biến ghe chủ nhà lên nè. Nội thất sạch sẽ nha. Cô chú anh chị không thích, cô chú anh chị có thể lột cái ghế ra, là ở trong em nó vẫn còn nguyên nguyên bản là bộ ghế nỉ nha cô chú anh chị. Bộ ghế nỉ theo xe, máy êm, sạch sẽ gọn gàng. Đây là phần cốp sau, cho anh quay phần cốp xong em sẽ quay vô phần máy đến phần gầm cho cô chú anh chị nha. Hai cụm đèn mới tinh nè anh chị thấy không. Đây là phần cốp sau nè, mở nắp capo lên cho anh có quyền. Keo chỉ nè, keo chỉ trong cốp là rất là liền anh chị nè, cực kỳ là liền đó, được chưa. Vậy thôi, giá hơn trăm xíu xíu, mua về che nắng che mưa. Nè, cốp trong nè, cái cốp khá là chuẩn, không có mục mọt ở trong cốp nha cô chú anh chị. Chỗ này nữa nè bà con ạ. À, lại Trường Anh quay thêm phần chỗ này cho bà con cô bác coi nè. Nè, lại đây nó có dập mất một chỉ, một khúc chỉ đi đây một tí xíu nha, còn đây vẫn còn chỉ nữa. À, sóng gân, nói chung là sơn, chủ nhà người ta sơn từ trong ra ngoài. Ở vậy thôi, ít tiền thôi bà con. Đây cô chú anh chị trải nghiệm phần máy nè. Đây bà con nè, cục máy nè. Cục máy nó khá là êm, nhìn cùi cùi của cổ thì rất là êm. Này nó câu công tắc dù nó quấn. Quyền ơi, Quyền, Quyền ơi, xíu mày quấn lại cái này cho anh.
Máy êm là cô chú anh chị. Máy rất là êm nha. Máy nó êm thiên thiết luôn. Đó bà con thấy máy êm không? Nó êm luôn à. Hai bên là không có bóp méo nha. Dàn nè, dàn trước của em nó là nguyên bản là cô chú anh chị, đinh bấm nè. Đinh bấm là không có đâm vai cứng đục ở trên chiếc xe nè, keo chỉ trên nách nè. Keo chỉ nè. À, chủ nhà là nó bị chóc cho đây rồi xíu chủ nhà lấy cái sơn trắng đó, chủ nhà xịt vào. Chủ nhà xịt nhá, không phải em xịt đâu. Em xịt em không bao giờ em xịt kiểu này. Đó, nắp capo vẫn còn chất sơn rin nè. Bon điện đẹp như thế này là keo nè. Cho nên là keo rin hết nha. Được cái xe này keo rin hết, liền không cứng không lỗi nha cô chú anh chị. Máy thì cực kỳ là êm, nói chung chạy qua thời gian 5 tháng người ta còn có canh chỉnh máy rồi. Bà con à, thay côn rồi các kiểu con là điểu trên cuộc đời này rồi. Xài em này xài toàn bộ hệ thống Bedfull và đây là ổ ga nguyên bản của em nó là cô chú anh chị nha. Một ổ ga nguyên bản của nó đây. Đây là hệ thống bướm ga và đây là bù ga. Đây là hồi gió và đây là hồi xăng. Đầy đủ các tính năng chưa? Đó cô chú anh chị còn muốn biết gì nữa không? Ở chân anh quay nốt em chỉ hết. Xe này nhìn như nhất mới. Nhất mới chủ nhà vừa thay nè bạn ươm. Chúng ta sẽ có hệ thống dầu trợ lực nha bà con nha. Đây bà con, hệ thống dầu trợ lực nguyên bản của dòng Daegu. Daegu Gencha, thương hiệu đến từ xứ Hàn. Được chưa? Nè. Không có tí độ hơi. Được chưa bà con? Xe không có tí độ hơi nhé. Đó vậy thôi. Ở trong rất là liền, không có đâm, không cứng không lỗi. Được chưa bà con? Đó, cái dàn đầu là ok hết. Còn mấy mẫu này chạy qua thời gian 5 tháng chắc chắn va quẹt là bình thường nha, va quẹt là bình thường cô chú anh chị nha. À, nói là nói được chi tiết là sơ hết cả con là hiểu rồi. Được chưa bà con? Dán toàn bộ phím cách nhiệt, 4 vỏ mới hồ sơ ký rút được. Trần Anh bán giá này với một cái mức giá cực kỳ là rẻ, 125 triệu. Cô chú anh chị mua bớt 10 còn 115 triệu. Với đời sản xuất 2008 này thì Trần Anh không nghĩ là mua về tập chạy tập lái là ngon lành. Ngon lành cành đào, che nắng che mưa. Rẻ không bà con? Với lại có cái gầm đây nè. Đây là quay chỗ xấu nè. Đó, chỗ xấu là cái gầm nè. Cái gầm này ngày xưa nó bị mục quá bà con. Đó, mục xong chủ nhà người ta đi người ta làm lại rồi nha. Đó. Đây nè. Có một chỗ này nè. Đó, chỗ này ngày xưa nó mục rồi. Chủ nhà người ta đi người ta làm lại rồi. Béo vậy nha cô chú anh chị nha. Còn gầm vọng ở trong nè. Ở giữa là không có dấu hiệu là mục mọt nha. Anh chị thấy ở giữa không? Đó, ở giữa ok không? Không có dấu hiệu là mục mọt ở dưới gầm. Chỗ này thôi nè. Có một chỗ này nè. Đó, quay về cho bà con thấy nè. Được chưa? Anh chị thấy có ai giống Trần Anh không? Mua bán xe nói thẳng nói thật chứ trẻ có ai. Đồng hồ hè nói hè, cái này hư nói hư. Rồi cái gầm mục thì nói gầm mục. Mục thì nói mục đi chứ mình cứ kêu đẹp đẹp rồi lên trả ra làm sao? Trả đâu vào đâu? Báo vậy thôi, đó tính trung thực, người thật việc thật. Xe có sao là báo vậy, không giấu bà con. Cho nên là Trần Anh bán xe với một cái mức độ rất là nhanh là vì như vậy. Tại vì mình cứ thật, cô chú anh chị liệu mua được thì cô chú anh chị mua. Đúng không? Mà bên Trần Anh về, Trần Anh cũng đã dọn lại rất là kỹ rồi, dọn lại đẹp rồi. Báo vậy thôi, tặng đèn mới, tặng đèn gầm, tặng một cặp đèn mới luôn. Nha cô chú anh chị, một cái mức giá hơn trăm xíu. Không mua xe này thì mua xe gì? Em còn quá trời xe nè, từ xe cùi bắp, hoa lao, cùi mía cho đến cùi bắp. Cùi gì cũng có nha cô chú anh chị, cùi dừa cũng có luôn. Cô chú anh chị là